Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh của em bán đồ nghề Nhật. Mọi người chốt hàng thì liên hệ số điện thoại trên nha, nhắn tin vô mã số giùm em. Này là cái video số 3 ha, có mã là nè 3.1, 3.4 rồi đó. Này, rồi đây là cái video, một trong những video em giảm giá hành lý cuối năm nha mọi người, nên là các món hàng là nó đồng giá với nhau hết, là 120 ngàn nha. Rồi, hầu như tất cả những cái món hàng này là em đã có đăng trên kênh hết rồi nha, cho nên là hôm nay em chỉ lướt qua thôi, lướt qua cho nó nhanh nha, không có đi sâu vô mấy cái chi tiết nữa. Nó đã có đăng trên kênh hết rồi nha mọi người. Mọi người có thể xem lại các video cũ nha. Rồi đây là món số 1 ha. Cái đầu đầu phun sơn của Meiji nè. Meiji của Nhật. Đầu phun sơn dạng dạng rời ấy mọi người. Mọi người đi dây đi ống rồi vô đây nè. Rồi nó sẽ phun ra ha, có điều chỉnh bếp đầy đủ nè, điều chỉnh gió đây nè, hai chỗ điều chỉnh. Đây là đầu bếp, cái này là mới chưa sử dụng luôn nha. Bếp này là đầu 0.8 nha mọi người, 0.8 mm đây. Rất là nhỏ, phun rất là mịn nha, đầu phun mịn mới chưa sử dụng, rất là đẹp. Nguyên cái đầu này nó bằng đồng luôn nè, chi tiết này thì nó bằng inox đó. Rồi mã số 1 ha, video số 3 mã số 1 sẽ có mã là 31 ha. Mọi người nhắn tin mã chính xác giùm em, mặt hàng nào còn thì em sẽ chốt em, ok nha mọi người. Còn hết thì có thể là em sẽ không có nhắn lại trả lời ha. Rồi số 2 là cái vòi tưới cây. Vòi này nó điều chỉnh được nha mọi người. Đây điều chỉnh tia thẳng hoặc là mình vặn vô nó sẽ xòe bung tia ra. Vậy đó. Đây là vô ống, mình vô ống mềm cũng được nè. Ống mềm thì mình siết cổ dê vô, hoặc là vô cái đầu nối nhanh. Đầu nối nhanh thường là sử dụng bên ngành nước á, nó sẽ có cái đầu nối nhanh, gài vô là nó dính ha. Đây nó có cái gòn luôn sẵn nè. Rồi mã là 32. Đây O3 là cây đập thịt luôn, đập thịt của Nhật, còn rất là đẹp. Rồi 4 đây, 4 là cái đế gác mỏ hàng của Haco, mới chưa sử dụng luôn. Rồi 35, 4, 1, 2, 3, 4, 4 cái mũi khoan bê tông khoan tường á, 4 mũi khoan tường của thằng Japan sản xuất, có kích thước là 3.5 mm nha, đầu 3.5 nè, 3.5 mm, nó gần như là khoan 4 ly á. Ở đây đợi 4 ly nè, khoan đóng tắc kê 4 nha mọi người. Đó. Rồi mã là 35 ha. 36 nè, cái đầu dũa của thằng Đức là cái này nè, điều chỉnh được 88 độ và 90 độ nha, điều chỉnh được độ hẳn 90 độ nè. Đó tùy mình điều chỉnh, 88 là bên đây mình bỏ ở đây nó sẽ thành 90. Nó đi dụ mấy cái cạnh của thằng mấy cái đồ sắt đồ này kia, này lưỡi còn rất là đẹp. Rồi mã 36 ha,
36 qua 7. 7 đây. Cái vị hấp ha mọi người. Cái vị hấp đồ. Rồi điều chỉnh được. Rộng ra cỡ nồi 24 á. Rồi thu nhỏ vô. Mở 37 nha. Rồi 38. 38 là cái kéo cắt cành, nhưng mà nó bị thiếu con tán không mọi người. Bị thiếu con tán đây. Mất tán rồi hả? Còn dây da còn nè. Lưỡi nè. Chưa vệ sinh luôn. Mọc nó đóng nè. Nè. Mã 38 ha. Rồi và chính là cây đo hơi. Ok hết nha mọi người, test rồi. Đây đo được tới 5 kg, 5 kg mấy. Hơn 5 kg nè. Đo hơi của Nhật ha. Mã 39. 40 cũng là cây đo hơi luôn. Đây. Cũng là đo tới 4 ký mấy nha mọi người. Hoạt động ok. 41 nè. Cây cờ lê đa năng. Siêu mini của Sankey. 150 ml. Nè. Như mới. Răng còn rất đẹp. Bụng hài đây, cây đập thịt nha mọi người. Cây đập thịt full bằng nhôm. Lưỡi còn đẹp luôn. Rồi 43 cây cưa sắt mọi người. Cây cưa sắt của Nhật Handy Set này. Đó. Đây này, cái lưỡi này mình gắn cái lưỡi cưa sắt bình thường của mình vô được ha. Lưỡi mà một mặt nhỏ này nè. Hai lưỡi vô cũng được. Đó. Rồi mã 43. Rồi mã cuối cùng là cây cưa cành. Cây này độ bén nó còn khoảng 90% mọi người. Đã sử dụng rồi. Cưa cành của Tajima. Chuyên cưa mấy hốc kẹt góc nhỏ này, cưa rất là ok nha. Cưa cành nhỏ chui vô mấy khe hốc đó nè, chui về cưa được nè. Còn cưa lớn mình đâu có đưa vô vậy được đâu. Nó là chuyên chỉ mấy cái cành như vậy. Size nó cỡ 12 cm ha. Rồi mã 44. Rồi cái video này kết thúc đây. Cảm ơn mọi người.